À, quý vị nhớ à, mỗi một người chúng ta à, những cái nhân duyên về nhân quả cái khi nó cũng chiêu cảm à, à, vào cái giấc ngủ của mình gọi là nằm mộng nó cũng là nhân quả ví dụ như à, hồi trưa này những đức khi nằm ngủ à, những đứa thấy một con chó mà lúc trước những đức à, à, coi thấy trên mạng nó bị chặt đứt cái mỏ chặt đứt cái mỏ Tội nghiệp lắm mà tự nhiên những đức à, đang nằm ngủ vậy thấy nó giống như nó lợn nó lấy chân nó khiều khiều, nó nó lấy cái cái mỏ nó kêu khiều kêu cái chân mình nó kêu lên tiếng người kêu gọi là xin được cứ cứu cứu giống như nó nó, nó cầu cứu với mình thì trong cái giấc mộng đó tự nhiên những đức uh, mình thấy tự nhiên mình thấy nó mình thương nó mình nói rằng à, chỉ có niệm phật mới được cứu thôi con chỉ có niệm phật mới được cứu thôi nó giống như bốn tám lời nguyện mà nguyện thứ nhất á. chúng sanh dù là chuẩn bị đỏ tam đồ hay những là hay là những chúng sanh mà đỏ lời súng sanh chỉ có nghe được danh hiệu phật và niệm phật mới có thể được cứu nhé một danh hiệu phật này mới được cứu thôi đó cũng là chiêu cảm về nhân quả đấy, quý vị chiêu cảm về nhân quả có khi mình tu tập nhất là đạo tràng danh không chung này nè quý vị cái đường truyền nó là đường truyền giống như nó qua cái chiều hướng mà gọi là trên cao ấy, quý vị nó trên không chung mà ở hư không mà nên đó, khi mà mình mà niệm phật chung gì hoặc là mình nói chuyện gì nè thì cái sợi dây giao tiếp này nó giống như nó bay lượn ở trên á nó không có cái, cái 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 địa điểm nào mà cố định nên từ nơi đó chúng sanh mà ở hư không mà chúng sanh mà nhiều chúng sanh đau khổ được nhờ lớn nhờ rất là lớn nó nên từ nơi đó mà Đại lão Hòa Thượng Tình Không từng giảng thiết nói rằng Khi Ngài giảng Pháp trên đạo tràng không chung Thì có lần giống như cảnh giới thiên ma đến gặp Ngài Đó là Hòa Thượng Không Ngài giảng Tính gặp nói rằng là, là Tại sao ông lại chiếm nhà của tôi Vì hỏi nhà của ông là ở đâu nói, ở trên không chung à, và tự nhiên không ngày nói ủa tôi giảng pháp thôi mà ngài nói rằng là cái mạng internet đó là nhà của tôi và nhiên không ngày im ru ngày niệm phật thì vì biết rằng là chúng ta không đụng chạm với ai mình cũng đem cái pháp môn niệm phật này khuyên người để thiện tâm thôi mình không đụng với bất cứ một cái cảnh giới nào. Mình chỉ hướng thiện thôi. Và mình cũng đem cái công đức niệm Phật để hồi hướng cho họ. Mong cái cảnh giới của họ cũng thiện, cũng tốt. thôi. Nên từ nơi đó mới bị biết rằng là... Cái đậu tràng trên không chung này nó sẽ lợi ích rất là lớn. Tại vì sao? biết rằng giờ này bên ngoài đang chờ mưa. Mưa nhiều lắm. Ngày nào cũng có mưa. Nhưng Đức nói rằng bây giờ chúng ta... Có khi muốn... À đi đến nơi nào đó để tu tập đồ mà mưa gió nó cũng bất tiện rồi đường xá như đức thấy bây giờ mà bước ra ngoài cái thôi là kẹt xe dữ lắm mấy vị ơi kẹt à, xe lắm có khi cái chỗ đi chừng 10 phút thôi mà đi cái nửa tiếng chưa đến à, nên từ nơi đó mà mình mà có cái đậu tràng trên không chung này mà mà cái zoom này mình tu thì thôi quá tuyệt vời nhà đức nó nó quá tuyệt vời luôn à, giống như là chị em của cô à, Chị, chị em có mấy cô mà bé diệu minh đó có nghĩa là tập trung chị em mà cùng tu đặc biệt vậy. tám cái chị em nữ mà biết niệm phật hết. cũng những đứa có duyên với họ bé 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 diệu minh rất là dễ thương chắc nay đi học từ đó mà ngồi tập trung chị em lại để cùng tu cái mối nhân duyên này nó đặc biệt dữ lắm chứ không giỡn đâu giống như à, gì à, hỷ diệu gì đó à, nên à, con nguyệt à, à, đấm bóp rất hơn <laughs> nên từ nơi đó mà tập trung người để lại nhà mình niệm phật được vừa à, à, giống như à, chỉ bệnh cho anh ta bằng không phải thuốc men gì hết à, cũng là cái à, phải có tâm bồ tát à, nên mới có đôi tay bồ tát bớp ở đâu thì hết nhất tới đó thì nó mới nhờ niệm phật nó mới được chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe quý vị nó truyền năng lượng cho người ta chứ không giỡn đâu nên từ nơi đó mà rủ người ta lại nhà niệm phật là cái nhân viên đặc biệt tuyệt vời dữ lắm nó mình gặp nhau trong cuộc đời này mà mình biết niệm phật là tuyệt vời lắm chứ đừng có đợi đến lúc mà chúng ta đi cầu cứu người khác mà mình mang cái 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 cái, cái tâm thức đi tìm người ta có những lúc nhiều người mình mình khi mình ngủ nghe quý vị chúng ta cũng nằm mộng nhưng mà xong rồi thôi có nhiều người biết tu thì nghe nói chuyện Phật pháp thì còn hiểu còn nếu như cái người mà không biết tu thì người ta nằm mộng thấy người thân đã chết rồi thì người ta nghĩ mơ mộng như thế người ta không nghĩ thế nhưng thật sự quý vị là người ta đến đi cầu cứu mình đó quý vị thật sự đó. ta đến đi cầu cứu mình đó như ông bà cha mẹ đã mất rồi mà mình ngủ mà nằm mộng thấy họ là họ đến cầu cứu mình đó quý lão và tự tin không ngày giảng thì nói rằng người đã mắc rồi mà đến mà gặp mình hoài luôn thì bản thân mình phải thành tâm thành ý niệm phật tu nhân tích đức để hồi hướng cho họ nhiệt liệt hết mình thời gian không thấy họ nữa là có kết quả chưa? còn nếu như họ có đến mà mà gặp mình hoài có nghĩa là bản thân của họ đang còn ở trong cảnh giới khổ đau bản thân họ đang còn trong cảnh giới khổ đau nên mình đừng có đợi đến lúc mình mang cái hương linh mà mình đi đi cầu cứu người ta. Biết con cháu mình nó có làm những cái việc để giúp đỡ mình hay không. Có những lúc mà đám dỗ đồ này kia mỗi năm có còn sát sanh hại vật còn xả xuống thêm. Có khi chưa chắc giúp mình mà có khi còn hại mình. Nên bây giờ mình còn quyết định được là mang cái tháng này nè. Bản thân mỗi người mình phải nỗ lực cố gắng lên để niệm Phật để tu nhân tích đức hiếu với cha mẹ sống nhiệt tình với mọi người chấp nhận thiệt thòi để cầu sanh cực lạc không có thiệt thòi đâu vì coi câu chuyện nghịch duyên đâu có thiệt thòi đâu quý vị người ta tu bị trở ngại như vậy mà người ta dẫn niệm Phật cuối cùng vậy mà được Phật ấy Đà tiếp dẫn giảng, giảng sanh đâu có thiệt thòi đâu có thiệt thòi đâu quý vị mình là người tu nhớ không có thiệt thòi đâu nghe dù bây giờ mình có như thế nào cũng không có thiệt thòi đó quý vị à hãy niệm phật đi thật sự ngày nào chúng ta tu tập xong chúng cũng nói chuyện một chút gì đó là thiện duyên đặc biệt lắm để nhắc nhở mình đó để gây dựng tính tâm tính nguyện cho mình nếu mà mình bị bỏ phế thử coi, thì coi quý vị thấy nè không được mấy người đâu mình lạc lối liền bản thân mình sẽ nay đầu này mai đầu nọ liền mình không có định hướng đâu cho đừng có nói Pháp môn niệm phật này biết niệm phật rồi để người ta niệm phật đại đi nói nhiều làm gì nói để bị người ta nói này nói kia thật sự mà nói với vị nếu bản thân mình mang cái thân này mà làm cái thiện gì cũng sợ mình bị cái này kia thì sao dám làm những thứ nói thật thì sao dám làm quý vị bản thân mình phải dám hy sinh vì mình mang cái thân này mấy mươi năm mình phải hy sinh dám hy sinh để mà cầu giải thoát có được nhân viên giúp chúng sanh dù một người cũng không bỏ nữa gieo nhân viên thiện cho anh ta dù một người cũng không bỏ nữa mang cái tâm gì chứ Chứ nếu như mà làm việc thiện mà cái gì cũng lo trước, lo sau, sợ này, sợ nọ. Không có làm được đâu quý vị. Nhưng mà mình bị cái gì rồi mình dấp ngã rồi. Bản thân mình khéo léo đi giúp chúng sanh, khéo lại. Mình điều chỉnh lại. Ở đó thì mình vui, mình nói chuyện. Có những lúc mình nói thẳng, thẳng, thẳng. Mình nói thí, nói đại, vui vẻ. Miễn ta vui là mình mình thấy mình 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 thích rồi. À. Bây giờ thì mình á, bị té một cái. Thì mình phải đứng lên, bản thân mình phải khéo léo. Điều chỉnh lại. Chứ bản thân mình không có như ngày xưa nữa. Thật sự có người mà quý vị nó trưởng thành ngay chỗ bản thân mình bị dấp ngã. Trưởng thành khi ngay chỗ bị người ta chửi. Trưởng thành khi bị người ta nói này nói kia. Bản thân mình trưởng thành khi bị người khác có khi giống như lặt mặt với mình. Đó là cái trưởng thành của bản thân. Chứ không phải mang cái tâm hạng thù. Nếu mình hạng thù thì mình trở thành cái ngu si. Thường là hạng thù là ngu si. Giận hờn là ngu si. Đó. Có nghĩa là giận hờn, hạng thù là mình cái tâm mình bị tiêu cực liền không nói chứ là mình tối tâm liền vậy đó đó nên á mình mang cái thang này mấy mươi năm trong cuộc đời bản thân mình phải nỗ lực và cố gắng lên nói những đức nói rằng nhiều người chúng ta ngồi đây có khi mình ngủ mình cũng nằm mơ hoặc là gặp cái giấc mộng mà có những giấc mộng mình cũng nhẹ nhàng nhưng có những cái giấc mộng đáng sợ lắm nó giống như hồi trưa những đức mà gặp con chó bị chặt cái mỏ thấy không nó lấy cái mỏ nó kiều kiều cái chân những đức mà nó kêu tiếng người rõ ràng kêu cứu nó nghe quý vị lúc đó mình rất là tỉnh táo mà trong giấc mộng mình rất tỉnh mình nói rằng con chỉ có niệm phật thôi mới được cứu thôi chỉ có niệm phật thôi mà trong giấc mộng mình nói niệm phật con à niệm phật niệm phật xong mình ngồi dậy luôn rõ ràng quý vị à có nghĩa là mình có tu tập có những nhân viên mà người ta vào giấc mộng mình để người ta nhờ mình giúp nhưng mà tôi nên không ngày giảng có công đoạn cái ông này lúc trước mà ông còn ngoài đời kiện cáo thì sao đó mà ông thắng kiện mà người ta thu kiện cái đầu Người ta tức quá người ta tự tử chết hai người Sau này ông biết Phật Pháp Ông ông tu tập Trong 8 năm đó ông tu tập Nhiệt liệt hết mình dữ lắm Mà ông niệm Phật Ông tu tập rất nhiệt tình Thì vị biết rằng là buổi trưa nọ Ông ngủ Thì hai người mà đã tự tử chết đến, đến tìm ông thì trong giấc mộng rất tỉnh nó nói chắc chắn là quan gia đến tìm để đòi nợ thì ông hỏi hai người đó là hai ông tìm tôi đi làm gì? Nó là nhờ ông siêu độ dùm. Nhờ ông siêu độ dùm cho tôi. Thì ông nói rằng tôi đâu có biết gì đâu mà siêu độ. Thì hai người chết nó rằng chỉ cần ông chấp nhận là được. À chấp nhận thì dễ thôi, chấp nhận. Vừa nói câu chấp nhận thì tự nhiên thấy giống như hai cái linh đó người ta bước lên vai ông và người ta bay lên luôn. Và tôi không hề giảng đỏ đang như vậy đó quý vị. Thì vị biết rằng là nếu như mình mà quân tập cái công phu niệm Phật Mà giống như nó thành một cái lực niệm Phật và tính nguyện rất kiên cố Nương mà quay lực của Phật mà gia đình của mình mỗi ngày niệm Phật Mà chưa hương linh trong nhà mình mà chưa siêu thoát có khi Nhờ Phật quan phổ chiếu Người sống mình thì còn vướng cái thang Nhưng hương linh thì mắc cái thang rồi Nên khi mình tu trong gia đình mình hoặc rủ người ta đến nhà mình niệm Phật đó cái lợi ích mà phần âm trong nhà mình mà khi người ta nương vào bổ nguyện của Phật đó nghe quý vị mà người ta được Phật quang phổ chiếu người ta nương bầu quang minh đó đó là người ta được Phật tiếp dẫn giảng, giảng sanh hương linh mà chịu mà buông xuống cái tâm hận thù cái tâm đòi nợ đó nghe là tự nhiên dễ được giảng sanh tại còn mình thì mang cái thang này còn mang cái thang chưa trả xong cái món nợ ở cuộc đời này mình chưa đi được quý vị nhưng hương linh là người ta mắc cái thang rồi nên quý vị biết rằng nơi nào vì niệm Phật Nên những đức nói rằng là Cái đậu tràng trên không chung của mình nè Để cái máy niệm Phật xuyên suốt luôn Như đức ngồi niệm hộ niệm đó Quý vị mà có cái máy bị để niệm xuyên suốt luôn Cái niệm xuyên suốt đi Cái lúc niệm đó ngay chăng chỗ cái cái điện thoại mình hay gì đó Nó sáng sáng đó quý vị Có khi bằng đi mình ngủ rồi Nhưng mà Phần âm có khi người ta đến đó là ngồi ta niệm Phật Có người người ta nói gì đức rõ ràng mà Người ta ngủ bằng đêm mà người ta nằm mơ Người ta thấy rằng là Hương Linh ở nhà người ta đi lỡ ngay cái bàn thờ lễ Phật rất đông đó cái bàn thờ thờ Phật thờ của Tam Bảo á để máy niệm Phật mà người ta lỡ người ta lễ Phật rất là đông quý vị biết rằng là Quang Minh Phật hay gì là soi gọi tìm người niệm Phật mà nên cái nơi nào niệm Phật là Quang Minh Phật soi gọi đến thế mình cái máy niệm Phật mà để trong nhà đó là Quang Minh Phật cũng thường soi gọi đến nên phần âm mà chưa siêu thoát khổ đau người ta đến ngay chỗ đó để người ta niệm Phật mà nhất là người ta nghe gì nè thì người ta biết rằng là Người ta đang khổ, người ta đang mong làm sao Có một cách nào để giúp ta thoát khổ thì Cái cách thoát khổ là cái cách niệm Phật hay nhất Buông xuống tâm hận thù hay nhất Đừng có hận thù, đừng có theo đòi nợ Đừng có dính mắc cái cõi đời này Là dễ được siêu thoát nhất Nó thì người ta nghe chứ không phải không nghe đâu Cái bị nghe vậy chứ người ta nghe đó ừ, Nhà mình đều có phần âm Người ta nghe Khi người ta nghe rồi người ta biết niệm Phật thù thắng Thì những đêm phía khi mình ngủ rồi người ta bắt đầu người ta niệm phật, à, cái nên nên quý vị để cái điện thoại mà 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 mà, mà cái hình những đức đang đang niệm phật đó. ngồi niệm vậy đó nghe người ta lỡ người ta niệm phật, đó. mà phần âm người ta không còn mang cái thăng nên khi người ta niệm phật được phật quan vũ chiếu tiếp dẫn người ta, thì gia đình mình từ từ quý vị cảm giác cái gia đình mình nó rất là nhẹ, quý biết một cái gia đình mình bước vô là mình nặng nề là mình biết cái gia đình này về phần âm nó rất là nặng, nên có người mình vô người ta nói âm không siêu thì dương không lợ mà âm siêu thì dương lợ Nên cái gia đình mà câu xé Bực bội quýnh lộn Chuyện này chuyện kia rầy rà là cái gia đình nó phần âm nó đông quá Nó loạn ở trong nhà Nên cái gia đình nó lộn xộn Nên mình để máy niệm Phật một thời gian Mình tu tập thời gian ở nhà mình Tự nhiên cái gia đình mỹ bị bước vô thích lắm Đi đâu đi làm về nhà thích chứ lắm Chừng nào mới bị đi đâu đi làm mà về nhà mà thích là biết nhà bị tốt Còn nếu như bị vô nhà mà nó giỏi ra không Là nhà mà bị từ trường không tốt Nhớ kỹ nghe Cái nhà mình làm sao mà mình vào mà mình thấy mình thích Là từ trường tốt Mà mình đi đâu mình muốn đi không Mình không chịu gì nhà Là nhà mình từ trường sau Nên những đức nói rằng là mỗi gia đình mà biết tu Là gia đình từ trường tốt đó, Nên cái đó là cái 100% Quý vị phải tin Nên mỗi người mình tính nguyện niệm Phật hay lắm quý vị Cố gắng niệm Phật Để đời này chúng ta hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha Chúc quý vị an lạc Ai dê đào Phật Ai dê đào Phật